Bệnh tiểu đường thai kỳ thường xuất hiện trong quá trình mang thai và sẽ biến mất sau khi sinh với các dấu hiệu không rõ ràng. Tuy nhiên, nếu chỉ số tiểu đường thai kỳ tăng cao sẽ vô cùng nguy hiểm tới sức khỏe của mẹ và bé, bởi bé nhận dinh dưỡng hoàn toàn từ máu mẹ. Điều này có thể khiến cơ thể thai nhi dự trữ lượng đường dư thừa dưới dạng mỡ, khiến thai to hơn bình thường. Do đó, thai nhi của người mẹ bầu bị đái tháo đường thai kỳ có thể phải đối mặt với các vấn đề sức khỏe sau. 1. Thai tăng trưởng quá mức. Việc tăng vận chuyển gluco từ mẹ vào thai kích thích tụy của thai nhi bài tiết insulin, làm tăng nhu cầu năng lượng của thai nhi, kích thích thai phát triển quá mức. Điều này khiến việc sinh nở có thể gặp các khó khăn như là phải sinh mổ, sinh khó do kẹt vai, bé bị chấn thương khi sinh. 2. Hạ gluco huyết tương và các bệnh lý chuyển hóa ở trẻ sơ sinh. Trẻ sơ sinh được sinh ra từ các bà mẹ bị tiểu đường thai kỳ có nguy cơ bị hạ đường huyết. Nguyên nhân thường do gan thai nhi đáp ứng kém với glucagon dẫn đến tình trạng giảm tân tạo glucose từ gan. 3. Suy hô hấp. Trước đây, hội chứng suy hô hấp ở trẻ sơ sinh là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ được sinh ra từ các mẹ bầu bị đái tháo đường thai kỳ. Hiện nay, nhờ có các thiết bị đánh giá độ trưởng thành phôi của thai nhi mà các bác sĩ có thể can thiệp thành công. 4. Gây sinh non. Bà bầu bị tiểu đường thai kỳ sẽ có nguy cơ sinh non cao hơn do không kiểm soát ổn định được lượng đường huyết và một số bệnh lý như đa ối, tiền sản giật, nhiễm trùng tiết niệu, tăng huyết áp tác động. 5. Vàng da sơ sinh. Tình trạng tăng hủy hemoglobin dẫn đến tăng bilirubin huyết tương gây vàng da sơ sinh thường xảy ra ở những trẻ được sinh ra từ mẹ bầu bị đái tháo đường thai kỳ. 6. Nhiễm khuẩn niệu. Nếu tình trạng tiểu đường thai kỳ của bà bầu trở nên nặng sẽ làm tăng nguy cơ nhiễm niệu khuẩn. Bệnh không có triệu chứng rõ ràng và để lâu dẫn đến viêm đài bể thận. 7. Các ảnh hưởng sức khỏe lâu dài khác. Trẻ được sinh ra từ các bà mẹ bị đái tháo đường khi mang thai thường có nguy cơ bị béo phì, bị đái tháo đường thai 2 khi trưởng thành, rối loạn tâm thần vận động. Thông thường, đối với hầu hết phụ nữ bị tiểu đường thai kỳ, bệnh tiểu đường sẽ hết ngay sau khi sinh con. Nếu bệnh tiểu đường của bạn vẫn chưa khỏi, bệnh tiểu đường này gọi là tiểu đường loại 2. Ngay cả khi hết bệnh tiểu đường sau khi sinh, một nửa số phụ nữ bị tiểu đường thai kỳ sau này sẽ phát triển thành tiểu đường loại 2. Vì thế, sau thai kỳ, những người phụ nữ bị tiểu đường thai kỳ cần phải tập luyện thể dục và cần có một chế độ ăn uống lành mạnh để ngăn ngừa và trì hoãn sự phát tác thành tiểu đường loại 2. Bạn có thể ăn bữa sáng với ngũ cốc nguyên hạt cùng một quả trứng luộc, tráng miệng với một hũ sữa chua. Bên cạnh đó, các mẹ hãy tập thể dục thường xuyên trong và sau khi mang thai. Các mẹ có thể tập thể dục mỗi ngày 30 phút và ít nhất 5 ngày mỗi tuần, có thể đi bộ nhanh, bơi lội hoặc chơi với trẻ em. Các mẹ cũng đừng quên xét nghiệm bệnh tiểu đường sau 6 đến 12 tuần sinh em bé và sau đó định kỳ 1 đến 3 năm. Hy vọng với những chia sẻ trên, các mẹ sẽ có thêm kiến thức để bảo vệ sức khỏe cho cả mẹ và bé.